Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát an trụ tịnh giới Ba La Mật Đa, nếu các hữu tình tranh nhau đến phân xẻ tay chân Bồ Tát mang đi, khi ấy Bồ Tát chẳng sanh một niệm sân hận chỉ nghĩ ta nay đạt được lợi ích tốt đẹp to lớn đó là các hữu tình chặt tay chân ta tùy ý mang đi ta nhờ đó mà đầy đủ an nhẫn ba la mật đa nay thân này của ta bất tịnh mong manh do bỏ nó mà đạt được thân kim cang kiên cố thanh tịnh của như lai thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ tịnh giới ba la mật đa mà dẫn nhiếp an nhẫn ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát, an trụ tịnh giới Ba La Mật Đa, mà dẫn nhiếp tinh tấn Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát, An trụ tịnh giới ba la mật đa, thân tâm tinh tấn thường không giải đãi, mang giác đại từ, nghĩ thế này. Tất cả hữu tình chìm đắm trong biển lớn xanh tử, bạo ác, đáng sợ, khó ra khỏi, ta sẽ cứu họ đặt ở cảnh giới niết bàn cam lồ an ổn thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ tịnh giới ba la mật đa mà dẫn nhiếp tinh tấn ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ tịnh giới ba la mật đa mà dẫn nhiếp tịnh lự ba la mật đa phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát an trụ tịnh giới ba la mật đa tuy nhập sơ thiền hoặc nhập thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư, hoặc nhập vào không vô biên xứ, hoặc nhập vào thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc nhập định diệt tận mà không rơi vào bậc thanh văn độc giác cũng chẳng chứng thật tế, do vì giữ vững nguyện lực của mình nên nghĩ thế này các loại hữu tình chìm đắm trong biển đớn xanh tử bạo ác đáng sợ khó ra khỏi nay ta dạo chơi cảnh thiền ba la mật đa thanh tịnh phương tiện cứu vớt họ đặt ở cảnh giới niết bàn thường lạc thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ tịnh giới ba la mật đa mà dẫn nhiếp tịnh lự ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ tịnh giới ba la mật đa mà dẫn nhiếp bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát an trụ tịnh giới ba la mật đa chẳng thấy có pháp nào hoặc thiện hoặc bất thiện chẳng thấy có pháp nào hoặc hữu ký hoặc vô ký chẳng thấy có pháp nào hoặc hữu lậu hoặc vô lậu chẳng thấy có pháp nào hoặc đọa thế gian hoặc xuất thế gian chẳng thấy có pháp nào hoặc hữu vi hoặc vô vi chẳng thấy có pháp nào hoặc rơi vào hữu số hoặc rơi vào vô số chẳng thấy có pháp nào hoặc rơi vào hữu tướng hoặc rơi vào vô tướng cũng chẳng thấy pháp hoặc có hoặc không, chỉ quán các pháp chẳng lìa chân như pháp giới mà chuyển vận. Do phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa này chẳng rơi vào bậc thanh văn độc giác mà chuyên cầu quả vị giác ngộ cao tột, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát an trụ tịnh giới ba la mật đa mà dẫn nhiếp bát nhã ba la mật đa.